học AYP đồng hành cùng bạn nuôi dưỡng những hứng thú trong cuộc sống và tìm lại mục tiêu chân thật của bạn. Là một cái người mà đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy là cái giá đất nó điên loạn đến như bây giờ. Mà tiền nhà bây giờ em thấy cứ báo là 5-6 tỷ một căn hai phòng ngủ, bảo là đấy là rẻ mà. Ôi em không biết nó rẻ ở đâu. Tại một ngõ sâu tối chật hẹp, phải khoét tường, gọt tay lái xe máy mới đi vào được. Một ngôi nhà ở quận Hai Bà Trưng đang được sang tay liên tục giữa hàng xóm với nhau với giá 6 tỷ đồng. Sẽ có cái cảm giác là tôi cố gắng nữa, cố gắng mãi, nó cũng không biết đến lúc nào mà mới mua được nhà nữa. Xin chào các bạn, ngày hôm nay xin lại quay trở về với câu chuyện an cư lạc nghiệp, giấc mơ sở hữu căn nhà của riêng mình. Thẳng thắn là tình hình đang xấu đi nha các bạn. Và đó là lý do mà tôi làm cái video clip để cập nhật ngày hôm nay. Năm 2022 thì tôi có lên một cái video clip phân tích về thực trạng người lao động tại Việt Nam phải mất 57 năm mới có thể mua được một căn nhà, và kết lại bằng một cái kế hoạch tài chính cá nhân để giúp cho những cái người có thu nhập trung bình khoảng 8 triệu một tháng có thể nhìn ra được cho mình cái cơ hội sở hữu căn nhà trong vòng 10 đến 15 năm sau đó. Thì tới thời điểm này, cái video clip đó đã có hơn 700.000 view và có hơn 2.500 comment của khán giả cam kết bắt tay vào quá trình tiết kiệm và tích lũy tài chính để chuẩn bị cho căn nhà tương lai của mình. Trong 2 năm vừa qua thì tôi vẫn theo dõi những cái cập nhật của các bạn, và có không ít những cái bạn còn cập nhật và chia sẻ với tôi cái niềm vui chính thức sở hữu ngôi nhà hoặc bất động sản đầu tiên của mình. Thì tôi và cả ekip trong team huấn luyện tài chính cá nhân của chúng tôi đều rất là vui và phấn khởi khi nhận được cái chia sẻ đó của các bạn. Tuy nhiên, thực tế là trong vòng 2 năm trở lại đây thì tôi và các bạn đều chứng kiến rất nhiều những cái diễn biến phức tạp của nền kinh tế Việt Nam và tình hình chính trị toàn cầu luôn. Chúng ta nhìn thấy là suy thoái kinh tế và những bất ổn chính trị toàn cầu vẫn là cái bóng ma ám ảnh đời sống và thu nhập của mỗi người dân. Rồi đến cái vụ đại án lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chấn động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và rồi hàng loạt những cái sai phạm pháp lý liên quan tới các dự án của Novaland Group. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cực đoan khiến cho đời sống của người dân ở nông thôn bấp bênh hơn, dòng người đổ xô vào thành phố để tìm kiếm thu nhập việc làm vẫn tiếp tục gia tăng. Tất cả những yếu tố đó dẫn đến kết quả trực tiếp là ngày hôm nay, giá nhà chung cư tại thành thị vẫn tăng nóng liên tục trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là trong năm 2024 thì giá nhà chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng nóng đột biến lên đến 20 thậm chí 30%. Trong khi viễn cảnh của nền kinh tế vẫn còn ảm đạm, thu nhập của người lao động vẫn ì ạch. Thì thẳng thắn đi, cái giấc mơ sở hữu căn nhà trước đây vốn đã khó khăn thì ngày hôm nay bắt đầu từng bước trở nên không tưởng. Học thật, đầu tư thật cùng khóa học chứng khoán The Intelligent Investor giúp bạn đầu tư bài bản, đạt lợi nhuận lâu dài dựa trên triết lý Good Company Cheap Price. Để hiểu chi tiết hơn về lý do của cơn sốt giá bất động sản hiện tại thì chúng ta có thể điểm qua một vài sự kiện quan trọng. Đầu tiên, đó là hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trong hơn một thập kỷ đã giúp cho Vạn Thịnh Phát có một nguồn tiền khổng lồ, từ đó sẵn sàng thâu tóm những lô đất đắc địa ở Thành phố Hồ Chí Minh với giá cao bất chấp. Hệ lụy của hành vi này khiến cho mặt bằng giá đất của cả thành phố bị đẩy lên tới mức cao bất thường so với thực tế thị trường. Và rồi khi các công ty phát triển bất động sản thế chấp nguồn đất của mình cho ngân hàng để huy động vốn xây dựng thì các ngân hàng đã chấp nhận những khoản vay với định giá rất cao tương ứng. Hiệu ứng dây chuyền này dẫn đến kết quả là nếu ngay bây giờ điều chỉnh giá bất động sản thấp xuống để gần hơn với giá trị thật, điều này sẽ ngay tức thì gây ra tổn thương quá lớn đối với hệ thống ngân hàng, hệ lụy đến cả nền kinh tế. Hay nói đơn giản là giá bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã bị đẩy lên quá cao so với thực tế và không thể hạ nhiệt đi xuống trong giai đoạn trước mắt được. Kế đến, sau hàng loạt những cái sai phạm về pháp lý của Novaland Group thì trong 3 năm vừa qua, các dự án bất động sản mới gần như đóng băng hoàn toàn vì vướng cơ chế hoặc pháp lý lỏng lẻo hoặc là thiếu vốn. Thị trường không có thêm nguồn cung mới. Trong khi đó thì tốc độ đô thị hóa ở các thành phố vẫn rất mạnh mẽ, người dân ở các tỉnh thành vẫn tiếp tục đổ vào thành phố lớn, nhu cầu nhà ở tiếp tục tăng mạnh. Nguồn cung mới thì không có mà nhu cầu thì vẫn tăng mạnh, dĩ nhiên giá nhà sẽ phải tăng nóng.
Chưa kể là khi luật bất động sản mới sắp được áp dụng với khung giá bám sát hơn với giá thị trường thì chi phí mua đất và thuế của các chủ đầu tư sẽ tăng lên, khiến họ bắt buộc phải chào bán sản phẩm với giá cao hơn trước đây. Cuối cùng là trong vòng 2 năm qua, tất cả các nền kinh tế trên toàn thế giới vẫn tiếp tục thấp thỏm với xung đột vũ trang ngày càng căng thẳng ở Trung Đông và châu Âu, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc biến động tỷ giá bất ổn của đồng đô la, và dĩ nhiên là một năm 2024 với diễn biến khí hậu cực đoan, hạn hán, bão lũ, thiên tai cực kỳ phức tạp, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn rất là u ám. Do vậy, thu nhập của người dân tăng rất chậm, giảm, thậm chí bị gián đoạn. Nói tóm lại là giá nhà tăng nóng nhưng thu nhập thì bấp bênh. Người có thu nhập trung bình nếu muốn mua được nhà thì tình hình trước mắt đang rất là xấu. Cho nên, ở thời điểm này, đối với các bạn trẻ đang sống và làm việc ở thành thị mà vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ sở hữu căn nhà mơ ước, thì tôi xin thẳng thắn là với mức thu nhập trung bình ở thành phố theo thống kê năm 2023 là ở quanh mức 9,3 triệu một tháng và không có sự hậu thuẫn từ gia đình, mục tiêu này sẽ khiến các bạn vô cùng áp lực và có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Cầm trên tay tờ giấy báo tiến độ thanh toán, khi hạn đóng tiền nhà chỉ còn tính theo ngày mà khả năng chi trả gần như bằng không. Và mọi thứ thì nó đều dồn hết lên cái đôi vai của mình và mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Cho nên là mặc dù là rất là tiếc nhưng mà có lẽ rằng là bán cái căn chung cư này đấy là giải pháp mà duy nhất và tốt nhất cho mình ở thời điểm hiện tại. Và nếu chúng ta tuyệt vọng thì như tôi có đề cập ở cái video clip 2 năm về trước, trạng thái tâm lý đó sẽ kích hoạt rất nhiều những hành vi tiêu thụ vô bổ như là ăn chơi, shopping, đi du lịch và tận hưởng thái quá, dẫn đến sức khỏe tài chính của các bạn đã yếu lại càng suy. Dĩ nhiên, ngược lại, nếu chúng ta vẫn cố chịu đấm ăn xôi theo đuổi cho bằng được cái mục tiêu mua nhà với cái suy nghĩ truyền thống từ thời cha mẹ mình là phải an cư thì mới lạc nghiệp, không có nhà, không có xe thì làm sao tự tin để cưới vợ, lập gia đình. Việc cố chấp lao vào, vay mượn và mua nhà với mức trả góp hàng tháng quá cao sẽ khiến các bạn rơi vào áp lực và căng thẳng thái quá. Thậm chí trong các khóa huấn luyện của mình, tôi chứng kiến không ít các cặp vợ chồng trẻ rơi vào mâu thuẫn và khốn đốn vì các khoản trả góp mua nhà khi có một trong hai người bị gián đoạn thu nhập do tình hình kinh tế bất ổn. Khi đó thì rõ ràng việc cố chấp để sở hữu ngôi nhà không những không giúp cho gia đình êm ấm hơn mà còn là nguồn cơn của những áp lực, bế tắc và rạn nứt trong mối quan hệ. Vì vậy, tôi tuyệt đối không phản đối cái mong muốn sở hữu ngôi nhà của riêng bạn. Và tôi vẫn tin đó là một mục tiêu rất tốt và rất nghiêm túc để chúng ta bắt đầu chặng hành trình tích lũy tài chính cho riêng mình. Tuy nhiên, với tình hình giá cả biến động phức tạp của thị trường tại đô thị hiện nay thì chúng ta cần một sự chuẩn bị và tìm hiểu kỹ càng hơn rất nhiều cho giấc mơ đó. Thậm chí là trong video clip này, riêng với những bạn trẻ mới bắt đầu sự nghiệp với thu nhập vẫn còn khiêm tốn thì tôi mạnh dạn đề xuất với các bạn một bước chuyển trong tư duy và mục tiêu tài chính trước mắt của bản thân và gia đình trẻ của mình. Intelligent Money, nơi cung cấp kiến thức tài chính và đầu tư từ cơ bản đến chuyên sâu. Câu hỏi: liệu không sở hữu nhà riêng có ổn hay không? Không. Đó là câu trả lời của vợ chồng tôi 3 năm về trước. Thứ nhất, ở nhà thôi nó vẫn bấp bênh lắm các bạn. Lỡ giữa chừng chủ nhà người ta bán nhà, thay đổi sở hữu rồi mình bị đuổi thì khi đó rất là phiền toái. Sự thật là nhiều năm trước khi mới ra trường đi làm thì gia đình anh trai của tôi đã từng kinh qua cái trải nghiệm là đang yên đang lành, chủ nhà báo là một tháng nữa phải dọn ra. Thế là chạy đôn chạy đáo đi tìm căn hộ mới, rất là mệt mỏi và phiền toái. Thứ hai, ở nhà thuê thì dẫu là lúc đó nó là cái nhà của mình đấy, nhưng trong thâm tâm mình biết nó không phải là nhà mình. Và chúng ta sẽ có xu hướng dễ dãi, không có chăm chút để trang trí cho cái tổ ấm, cải thiện không gian sống của mình. Cái tư duy vẫn tự nhủ là dẫu sao cũng là nhà của người ta, mình làm cho đẹp, sửa sang cho hay, rồi sau này trả nhà, mất hết. Thế là cái tổ ấm của chúng ta nó vẫn cứ tạm bợ thế nào đấy. Và rồi cuối cùng là thẳng thắn đi, mình cứ nộp tiền nhà mỗi tháng để sinh lợi cho chủ nhà, rồi 10 năm, 15 năm sau nhìn lại mình không có gì trong tay hết. Ngược lại, nếu bây giờ mình mua nhà hả không, rồi mỗi tháng mình trả góp cho ngân hàng đi, thì cũng là trả tiền, nhưng mà 10, 15 năm sau tự nhiên có dư thêm cái nhà. Chưa kể là với tốc độ tăng giá của ngôi nhà hiện nay, nếu mua được cái vị trí tốt, quy hoạch tốt thì tới khi đó cái ngôi nhà của mình có khi nó tăng giá gấp đôi, có khi gấp 3 lần, hả không? Thì đây là những quan điểm đúng và thực tế.
không có gì sai hết. Cho nên nếu sở hữu nhà được thì tôi khuyến khích các bạn vẫn nên sở hữu. Tuy nhiên là trong 3 năm vừa rồi, vợ chồng tôi có một cái trải nghiệm rất là thú vị. Cụ thể là sau 10 năm ở nhà riêng thì 3 năm vừa rồi chúng tôi quay trở về ở nhà thuê. Kỳ diệu chưa? Câu chuyện như sau. Năm 2021 thì con gái của tôi vào cấp 1, học chung trường với anh trai nó. Vợ chồng tôi thì lúc đó đã chuyển đổi được mô hình kinh doanh của học viện để đưa toàn bộ cái việc giảng dạy và vận hành sang 100% online. Và khi đó chúng tôi nhận ra là mỗi buổi sáng, nếu mà hai con của mình phải ngồi xe 45 phút để đi từ phía đông sang phía nam thành phố để đi học, rồi chiều lại ngồi xe ngược trở về 45 phút nữa, thì các con sẽ rất là mệt. Và quan trọng hơn nữa là các con sẽ không có thời gian để bù khú với bạn bè sau giờ học. Cái này rất rất quan trọng trong việc hình thành các kỹ năng giao tiếp xã hội của các cháu. Vậy là vợ chồng tôi đắn đo và đi đến quyết định là bán cái căn hộ cũ và dời về ở cái khu Nam Sài Gòn để các con có thể rút ngắn thời gian đi học từ 45 phút xuống còn 4 phút. Đến lúc đó thì vợ chồng tôi đã rất ngỡ ngàng khi phát hiện ra là giá nhà và căn hộ ở cái khu đô thị hiện hữu ở Nam Sài Gòn rất là cao. Trong khi ngược lại, sau Covid thì cái giá thuê nhà lại rẻ đến ngoài sức tưởng tượng. Bởi vì có rất nhiều những gia đình nước ngoài họ bị kẹt ở nước ngoài và họ chưa thể quay trở về Việt Nam được. Thế là chúng tôi tặc lưỡi, thôi hay là bây giờ mình cứ thuê tạm cái nhà ở 1-2 năm xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Và hậu quả là đến ngày hôm nay gia đình chúng tôi đã thuê được cái căn hộ này và ở sang đến năm thứ 3 rồi, sống rất vui vẻ và thoải mái. À, để tôi phân tích cái cảm nhận thực tế của chúng tôi sau 3 năm ở nhà thuê nhé. Thứ nhất là tài chính. Nếu như cái căn hộ mà chúng tôi đang ở ngày hôm nay có giá trị giao dịch ví dụ như là 1.000 đồng đi, thì giá thuê nhà của tôi có 2,5 đồng mỗi tháng thôi. Tính ra vị chi là chúng tôi trả cái tiền nhà là 3,1% giá trị của căn nhà mỗi năm. Điều đó có nghĩa là nếu tôi lấy cái số tiền 1.000 đồng này nè mà tôi gửi tiết kiệm ngân hàng trong vòng 12 tháng với lãi suất hiện nay là khoảng 5,1% thì nó dư ra 2%. Nghĩa là coi như là một năm đó tôi sẽ ở free và còn dư tiền ra để trả tất cả những chi phí điện, nước, wifi và đổ xăng đi lại luôn đó các bạn. Nhưng các bạn đều biết là gửi tiết kiệm ngân hàng thực ra là cái phương thức mang lại lãi suất an toàn nhưng cũng là lãi suất thấp nhất, đúng không? Còn lại, khi mà vợ tôi sử dụng cái nguồn tiền đó để đầu tư vào các cái doanh nghiệp tốt trên thị trường chứng khoán thì cái tỷ suất lợi nhuận trung bình mỗi năm có thể cao hơn rất nhiều, cái con số 5%. Thậm chí là với kiến thức và kỹ năng đầu tư chuyên nghiệp thì chúng tôi có thể tự tin đạt được tỷ suất lợi nhuận vượt qua cả cái mức tăng giá trung bình của thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa rồi. Tóm lại là với kỹ năng quản lý và đầu tư hiệu quả thì rõ ràng cái ngôi nhà hiện tại là lựa chọn rất hợp lý cho gia đình tôi dưới góc độ tài chính. Và đó là lý do mà khi thương lượng để thuê nhà thì chúng tôi ký hợp đồng thuê dài hạn 5 năm và đặt cọc 3 tháng tiền nhà luôn để giữ cho mình cái mức giá tốt và giúp chủ nhà yên tâm hơn để không phát sinh những cái biến động về hợp đồng thuê. Thứ hai, vì ở nhà thuê cho nên đúng là chúng tôi sẽ không dành nhiều nỗ lực và chi phí để trang hoàng nhà cửa sao cho cá tính, sao cho ấn tượng giống như cái căn hộ ngày xưa mà chúng tôi đã sở hữu. Tuy nhiên là từ khi gia đình tôi thực hành một cái lối sống đơn giản hơn trong suốt 5-6 năm nay thì một cách nào đó chúng tôi cũng đã quen với việc sử dụng một cái không gian sống đơn giản với các công năng rất là thực tế, không nhất thiết là phải quá lộng lẫy, lung linh, ấn tượng hay là thượng lưu. Chưa kể là với giá thuê nói trên thì chúng tôi thuê được một cái căn hộ ở vị trí rất là đắc địa trong khu dân cư với 3 cái công viên lớn bao quanh ngay cạnh nhà luôn. Chúng tôi dành rất là nhiều thời gian để chạy bộ, đi dạo, rồi chèo súp, rồi tận hưởng không gian thiên nhiên ngay quanh ngôi nhà của mình. Thì đây cũng là một sự thay đổi rất là quan trọng trong lối sống của chúng tôi. À, và chắc các bạn cũng biết là khi chúng ta thuê những căn hộ cao cấp thì nếu mà phát sinh những hư hỏng như là bóng đèn, vòi tắm, toilet v.v. thì chúng ta đều có thể gọi điện thoại để yêu cầu chủ nhà sửa chữa nếu đó là những hư hỏng do quá trình lão hóa tự nhiên của các thiết bị. Nói đơn giản là đồ đạc bị cũ, bị hư là chủ nhà sẽ đến sửa và thay cho các bạn. Vì vậy, có thể là cái lối sống thuê nhà lâu dài nó vẫn là một cái điều còn mới mẻ ở các đô thị Việt Nam và trong tư duy của người Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta nhìn ra
những cái đô thị đã phát triển lâu đời hơn trên thế giới, như là New York, San Francisco, London, Tokyo, Seoul, Shanghai hoặc là Singapore, thì các bạn sẽ nhìn thấy là việc thuê nhà để ở lâu dài trong thành phố để đi làm, đi học và rồi về sau sở hữu cho mình một căn nhà ở ngoại ô, đó là một thực trạng rất phổ biến và bình thường. Cuối cùng là tôi không biết là tôi chia sẻ cái cảm giác này thì mọi người có cảm nhận được không? Những ai đã có nhà riêng chắc sẽ cảm nhận được. Đó là cơ bản là khi ở vào cái ngôi nhà này nè các bạn, thì tôi không còn cái cảm giác băn khoăn xem là khi đến ngôi nhà của tôi, người khác sẽ nghĩ gì về tôi thông qua cái ngôi nhà này. Ý tôi là ngày nay khi mà các bạn bước vào cái tuổi trung niên, thì xã hội mặc định, mong đợi là nếu là một cái người thành công, các bạn phải có ngôi nhà của riêng mình, hả không? Rồi không những vậy, người ta còn dựa vào cái phong cách của cái ngôi nhà đó, vào nội thất, cái lối sống của các bạn để đánh giá xem là các bạn nằm ở cái thang điểm nào trong cái mức độ thành công xã hội. Cái kiểu mong đợi này, các bạn nào mà hay xem những cái nội dung phân tích về nội thất, các bạn sẽ hiểu rất rõ. Ví dụ như là cái phong cách của Pháp là phải như thế này nè, phong cách Địa Trung Hải là phải như thế kia, cái đèn này thì phải đi với cái ly kia, cái sofa này thì phải đi với lại cái xô nước đá nọ, kiểu kiểu vậy đó. Well, cái này trong khuôn khổ của trang trí nội thất, không gian sống này nọ thì tôi cũng rất là tôn trọng những cái tiêu chuẩn đó thôi. Chỉ là riêng với bản thân mình, một gã trung niên đã qua 40 tuổi, thì tôi không còn muốn quá quan tâm tới những cái mong đợi và áp lực xã hội đối với mình nữa. Và vì vậy mà khi tôi chuyển sang ở cái căn nhà thuê này, chẳng còn ai đánh giá về tôi được nữa. Cái bàn này hả? Ở này của chủ nhà. Tủ lạnh này, của chủ nhà. Cái ghế sofa này hả? Của chủ nhà. Xong. Và khi đó tôi cảm nhận được một cái sự tự do rất lớn trong cái ánh mắt quan sát của xã hội. Dĩ nhiên là vợ chồng tôi biết rất rõ là mình vẫn đang sở hữu một cái danh mục bất động sản rất là đa dạng, và chúng tôi tuyệt đối không cảm thấy tự ti hay thua kém bất cứ ai cả. Vừa tự tin, vừa tự do, thì đó là cái cảm giác cá nhân của tôi trong 3 năm vừa rồi. Vì vậy, sau 3 năm sống ở trong nhà thuê, nếu ngày hôm nay các bạn hỏi tôi là không sở hữu nhà riêng có được không? Câu trả lời của tôi bây giờ sẽ là được chứ. Why not? Chương trình tư vấn và huấn luyện điều hướng sự nghiệp Career Navigation được dẫn dắt bởi anh Nguyễn Hữu Trí cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn. Cho nên, xin được kết lại cái chia sẻ ngày hôm nay bằng một vài cái quan điểm và khái niệm về tài chính cá nhân nha. Đầu tiên, sự giàu có của các bạn được đánh giá bằng lượng tài sản và dòng tiền thụ động mà các bạn nắm giữ. Ngôi nhà là một loại tài sản, nhưng nó cũng chỉ là một loại tài sản mà thôi. Còn lại, tiền mặt, sổ tiết kiệm, vàng, tiền điện tử, trái phiếu, chứng khoán, doanh nghiệp, tất cả cái đó cũng là những loại tài sản rất đa dạng mà chúng ta có thể sở hữu và quản lý. À, riêng với bản thân tôi thì nhan sắc cũng là một loại tài sản của tôi các bạn ạ. Và dĩ nhiên, thời cha mẹ của chúng ta 30-40 năm về trước thì nhà cửa, ruộng đất và vàng là những loại tài sản duy nhất. Đó là lý do mà cái thời bố mẹ mình á, mọi người rất là thích mua vàng, mua nhà, mua đất, thậm chí không nghĩ tới chuyện mua chung cư luôn, đúng không? Tuy nhiên, đến thời đại của chúng ta ngày hôm nay thì có thêm nhiều phương thức sở hữu tài sản khác, như là cổ phiếu, trái phiếu, hoặc nếu sau này được pháp luật bảo vệ thì có thể là tiền điện tử nữa, đúng không ạ? Chưa kể là riêng với chứng khoán, cổ phiếu, đúng không? Thì các bạn có thể bắt đầu tích lũy tài sản ngay từ sớm. Ngay từ khi số vốn còn rất ít, chỉ chừng 4-5 triệu thôi, là chúng ta đã có thể bắt đầu. Thì đây là cái sự linh hoạt và ưu thế đặc biệt của kênh tích lũy tài sản này so với lại bất động sản hoặc là start up một cái business. Dĩ nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nhược điểm của cổ phiếu đó là nó có vẻ khó hiểu hơn so với bất động sản. Một ngôi nhà hả không, rồi diện tích phòng ngủ, phòng khách, quy hoạch, rồi khoảng cách di chuyển, tiện ích của khu dân cư, những cái khái niệm này nó trực quan sinh động hơn rất nhiều so với lại bản báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Đó là lý do mà tại sao bố mẹ chúng ta mà cứ nghe nhắc tới chứng khoán này nọ là họ lắc đầu ngoại hả không, không hiểu nổi. Bởi vì họ đã già rồi, kêu họ tiếp cận với một cái thứ quá mới thì thật ra rất là khó. Nhưng đó là bố mẹ của chúng ta. Còn đối với người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, nếu thu nhập và tích lũy của mình còn khiêm tốn, nhưng mà mình vẫn bịt tai bịt mắt, vẫn không chịu học, không cởi mở để tìm hiểu những cái phương thức mới, thì thành ra chúng ta chưa kịp giàu mà đã già. Già trong thái độ, trong sự hiểu biết của mình. Thì trong trường hợp đó, những giải pháp tài chính cho họ thật ra rất là ít ỏi và hạn chế. Ngược lại,
Nếu chúng ta còn trẻ và các bạn có sự nghiêm túc để xây dựng nền tảng tài chính cho bản thân mình, thì tôi mong là chia sẻ và cái tư duy trải nghiệm của tôi ngày hôm nay có thể cho các bạn một cái nhìn thực tế hơn về thử thách trước mắt và cái mức giá của thị trường bất động sản, có góc nhìn thực tế và linh hoạt, cởi mở hơn về các kênh tích lũy tài sản khác nhau, để rồi chúng ta chủ động bắt tay vào tìm hiểu, học hỏi và tích lũy sớm ngay từ bây giờ. Nhớ nghe, phải bắt đầu sớm thì chỉ khi đó sức mạnh của lãi kép mới được kích hoạt và phát huy 5 năm, 10 năm sau đó. Còn về ứng dụng thực tế của lãi kép hoặc là việc bắt đầu sớm thì tôi có chia sẻ rất rõ trong cái video clip 30 tuổi mới tiết kiệm có là quá trễ. Nếu quên, các bạn có thể chủ động xem lại. Trong đó có cái phần tính toán và thu nhập về lãi kép rất là cụ thể và thực tế mà mọi người sẽ rất ấn tượng. Đúng không? Link tôi để trong description. Nếu có một cái nhắn gửi cuối cùng từ chị Thùy Dương, một cái góc nhìn về thị trường bất động sản, đó là hãy nhớ bất động sản sẽ vận động theo chu kỳ, lên rồi sẽ xuống. Cho nên nếu các bạn kiên trì tích lũy và phát triển tài sản của mình, để rồi khi thị trường bất động sản quay trở lại chu kỳ suy thoái sâu, thì khi đó với số vốn tích lũy đủ lớn, các bạn có thể săn lùng được những căn hộ giá rẻ và hiện thực hóa được giấc mơ có nhà riêng của mình. Home sweet home, right? Khóa học Awaken Your Power do Nguyễn Hữu Trí trực tiếp giảng dạy và đồng hành. Nội dung giảng dạy dựa trên 7 thói quen giúp bạn định hướng sự nghiệp và làm việc hiệu quả. Tìm hiểu thông tin khóa học AB tại website aweb.vn.